Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở giáp ranh Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay tiếp tục theo anh Hải Béo, em Cường và em Hơn đến quay cưa những cây bạch đàn. Thì trước mắt mình là cây bạch đàn da trơn rất là to và cao. Cây bạch đàn này nằm sát mé tường của khu Nghĩa Trang. Một chút em Cường sẽ leo lên cưa cây bạch đàn này như thế nào. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Cây khá trơn cả nhà. Em Cường đang leo lên. Quá trơn vào buổi sáng đấy. Hỏi da của cây bạch đàn thì nó láng à. Vừa trơn mà vừa láng à. Thường những cái cây trơn rồi láng thì hay đi bỏ mốc. Cương con thấy đi qua cái bên cái nạn rất nhanh chóng mà anh Cường đang lên tới phòng cái bàn thứ hai cái này. Cái nhà thấy kẹp đàn này cái nhà khá xuông rất là trơn. Không phải đơn giản để leo cái bạch đàn đó. Ô ông Cường ơi, ô ông đang có hốc đó nè Cường. Cây cao nhưng mà có ông đó. Cường đặt cho nó 3 gàng. Cường thì đi bộ móng cho nó đỡ mệt hết đi. Với lại cây nó da trơn á. Này Cường không có sử dụng bộ móng. Giá từ nhỏ nhỏ nên rất là nhanh. Cái này mà cái gì cũng chậm mà chắc à.
đi ra đi. Chiều vậy cái nhánh hay bên phía còn ranh cũng bên dưới chân là sỉ nè. Kéo cái máy cưa lên, em cũng được cái máy cưa lên em đang cưa rồi. Nhà em biết là anh Hải với em Hơn cũng hỗ trợ cho em cưa nha.
hàng nọt bên đây. Chị gịch chứ. Cái nhánh này có thể đang từ thẳng chay xuống. Em Hơn sẽ đứng về bên phía đít bà dừa nè, gịch xuống nha cho nó rớt. Để cái hàng này mình thấy cũng rất là dài. Em Hơn đứng phía đít dừa nè. Ah.
Anh Hải ca cưa ra những lóng củi rồi, chuẩn bị sẽ cưa hạ nguyên thân cây bạch đàn này xuống luôn. Cả nhà thấy rất là xuân, lóng này rất là đẹp.
gốc rất là đẹp. Bị bệnh khến không? Bị bệnh khến. Nhân tôi cũng đã hoàn thành xong cái bạch thang cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mà tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.